Ngày 2 tháng 3, lần đầu số mắc COVID-19 ở nước ta lên đến 110.301 ca, thành phố Hồ Chí Minh hơn 2.700 F0. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2 tháng 3 cho biết, lần đầu số mắc COVID-19 ở nước ta lên đến 110.301 ca. Hà Nội nhiều nhất hơn 15.000 F0, thành phố Hồ Chí Minh tăng lên hơn 2.700 F0, Nam Định bổ sung 20.866 ca, Bắc Giang bổ sung 12.691 ca và Thái Nguyên bổ sung 7.994 ca. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 16 giờ ngày 1 tháng 3 đến 16 giờ ngày 2 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước, tăng 11.537 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố có 74.166 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 15.114, Bắc Ninh 4.698, Nghệ An 4.329, Quảng Ninh 3.992, Sơn La 3.672, Hưng Yên 3.458, Lạng Sơn 3.186, Nam Định 3.176, Phú Thọ 2.993, Vĩnh Phúc 2.934, Lào Cai 2.756, Thành phố Hồ Chí Minh 2.746, Thái Nguyên 2.684, Đắk Lắk 2.667, Hòa Bình 2.599, Bắc Giang 2.546, Hải Phòng 2.510, Hải Dương 2.318, Yên Bái 2.293, Ninh Bình 2.293, Quảng Bình 2.270, Tuyên Quang 2.237, Hà Giang 2.179, Khánh Hòa 2.076, Thái Bình 2.058, Bình Phước 1.699, Điện Biên 1.572, Đà Nẵng 1.458, Cao Bằng 1.438, Đắk Nông 1.391, Thanh Hóa 1.389, Bình Định 1.380, Hà Nam 1.345, Bắc Cạn 1.224, Cà Mau 1.180, Lai Châu 1.151, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.123, Gia Lai 1.093, Quảng Trị 1.084, Lâm Đồng 1.059, Bình Dương 1.033, Phú Yên 968, Hà Tĩnh 797, Quảng Ngãi 465, Tây Ninh 452, Bến Tre 419, Quảng Nam 396, Bình Thuận 395, Thừa Thiên Huế 331, Bạc Liêu 283, Vĩnh Long 276, Trà Vinh 234, Kon Tum 200, Đồng Nai 189, Cần Thơ 156, Long An 150, Kiên Giang 41, An Giang 30, Sóc Trăng 28, Ninh Thuận 27, Đồng Tháp 20, Hậu Giang 12, Tiền Giang 8. Ngày 2 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 20.866 ca, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 12.691 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 7.994 ca. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lào Cai -642, Gia Lai -299, Cao Bằng -280. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội +1.791, Thanh Hóa +896, Bắc Ninh +765. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 88.033 ca trên ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.709.481 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người, có 37.552 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.702.080 ca, trong đó có 2.513.968 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 538.861, Hà Nội 300.387, Bình Dương 299.327, Đồng Nai 101.588, Tây Ninh 91.384. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 36.902 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.516.785 ca. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.949 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.238 ca, thở oxy dòng cao HFNC 337 ca, thở máy không xâm lấn 77 ca, thở máy xâm lấn 288 ca, ECMO 9 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong. Từ 17:30 ngày 1 tháng 3 đến 17:30 ngày 2 tháng 3 ghi nhận 114 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca từ An Giang, 1 Tiền Giang, 1 chuyển đến. Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội 18, Quảng Nam 11, Nam Định 7 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 6 ca trong 2 ngày, Bắc Giang 5 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 5, Bình
Định 4, Khánh Hòa 4, Quảng Ninh 4, Thái Nguyên 4, An Giang 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 3, Đồng Tháp 3 ca trong 2 ngày, Hải Phòng 3, Hòa Bình 3, Phú Yên 3 ca trong 2 ngày, Quảng Ngãi 3, Bình Dương 2, Bình Phước 2, Hà Nam 2, Kiên Giang 2, Nghệ An 2, Ninh Bình 2, Vĩnh Long 2, Bạc Liêu 1, Bắc Ninh 1, Đắk Lắk 1, Gia Lai 1, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Lào Cai 1, Sóc Trăng 1, Thái Bình 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 97 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.452 ca, chiếm tỷ lệ 1,1% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Tình hình xét nghiệm. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 33.880.440, 8 mẫu, tương đương 79.510.748 lượt người, tăng 104.226 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong ngày 1 tháng 3 có 342.070 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 195.308.572 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 178.521.464 liều, mũi 1 là 70.749.702 liều, mũi 2 là 67.470.940 liều, mũi 3 là 1.444.775 liều, mũi bổ sung là 14.910 liều, mũi nhắc lại là 24.855.137 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 16.787.108 liều, mũi 1 là 8.631.426 liều, mũi 2 là 8.155.682 liều. Những hoạt động của ngành y tế: tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Không mặc cảm, khi thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch, chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm 2022 tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Hoàn thành trong tháng 2 năm 2022, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Trên thế giới, cả thế giới có 439.190.039 ca nhiễm, trong đó 371.718.361 ca khỏi bệnh, 5.985.984 ca tử vong và 61.485.694 ca đang điều trị, 74.635 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 1.635.037 ca, tử vong tăng 9.022 ca, châu Âu tăng 792.121 ca, Bắc Mỹ tăng 79.945 ca, Nam Mỹ tăng 48.130 ca, châu Á tăng 647.445 ca, châu Phi tăng 16.062 ca, châu Đại Dương tăng 51.334 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 100.754 ca, trong đó Indonesia tăng 24.728 ca, Philippines tăng 861 ca, Malaysia tăng 25.854 ca, Thái Lan tăng 22.197 ca, Myanmar tăng 2.346 ca, Singapore tăng 24.080 ca, Lào tăng 273 ca, Campuchia tăng 415 ca, Đông Timor tăng 0 ca, Thái Bình